Xin chào quý vị khán thính giả đang nghe trên tần số phát sóng 301 MHz. Buổi sáng ngày hôm nay, nhiệt độ dao động từ 8 cho đến 10 độ C, trời quang mây tạnh không có mưa, nhưng thời tiết lạnh sâu cho nên quý vị chú ý khi đi ra ngoài đường, nhớ giữ ấm cho cơ thể bằng những chiếc áo khoác dày và khăn quàng cổ. Đặc biệt nếu không có việc gì cần thiết, tốt nhất chúng ta nên ở nhà, bật loa thật to lên ngồi nghe để tránh mắc những bệnh ở trong mùa đông này như là cảm cúm, ho hay là sốt giống như tôi đây. Nhất là những ai có các em bé, chúng ta nên giữ ấm cho các cháu nhỏ được tốt và không nên ra ngoài đường nhiều trong thời gian bây giờ, bởi nhiệt độ xuống sâu rất là lạnh có thể gây những căn bệnh như là cước chân tay hoặc là lứt lẻ khô da. Và trong cái chương trình của buổi sáng ngày hôm nay thì tôi cũng xin được giới thiệu và thông báo đến anh em là tôi về được hai mẫu dây AV còn nguyên zin nguyên bản đến từ Đức và đến từ Mỹ, và tất nhiên là sẽ được bán mức giá nó hợp lý, hàng bãi mà. Đó chính là dây AV của hãng Monitor màu xanh và dây AV của hãng XLO đây. Dây AV của Monitor, quý vị thấy đều dây đều trùng nhĩ một chiều và có rắc khóa ren anh em nhé. Dây này thì sử dụng công nghệ đồng OCC. Đây cho anh em xem. Dây và rắc đều có Monitor tất nhiên rồi, là hàng nguyên bản mà. Đây cho anh em lấy nét cho anh em, rất khó lấy nét. Điện thoại tôi quay là điện thoại bình thường thôi. Không anh em xem được không nhỉ? Đây. BC OCC. OCC là loại đồng cao cấp và chỉ ở những nước có công nghệ tinh luyện đồng phát triển mới sản xuất được anh em nhé. Và chúng ta thường đồng OCC ở những cặp dây cao cấp rồi, như là Notdoc hay là Optophone vân vân. Và tiếp theo nó sẽ dây đến từ Mỹ, Made in USA, hàng của XLO nha. Dây thì quý vị thấy rất là đẹp, tình trạng thì mới 95-98% nhé. Dây dòng dây đồng trục nên là bát rất là gọn gàng và chi tiết. Cả hai cái mẫu dây này chúng tôi đã kiểm tra, test thử chất âm thì rất là chi tiết và sạch sẽ. Đều là những thương hiệu nổi tiếng nên là vấn đề về chất lượng chúng ta không cần phải bàn cãi gì. Đây đều là dây nguyên bản anh em nhé. Nếu như quý vị và các bạn thay những bộ dây xịn này vào mà âm thanh nó không tĩnh đều, nó không sạch sẽ, chi tiết thì tôi tặng không anh em những cái bộ dây này luôn. Và ngoài ra thì tôi còn rất là nhiều sản phẩm liên quan đến phụ kiện âm thanh. Như là những bộ dây của Notdoc này, bộ dây tín hiệu của Optophone, của Magitok này, của hãng Quest này, vân vân. Rất là nhiều. Thì cũng xin báo giá với anh em luôn, dây AV của Monitor màu xanh này, giải trầm khá là tốt, ấn tượng và có giá là 1 triệu mốt một cặp, miễn phí ship tận tay cho anh em. Còn dây AV của hãng Quest, tôi xin lỗi, của hãng XLO có giá là 950.000 đồng, chiều dài đều 1 mét anh em nhé. Dây AV của XLO thì ngoài ra còn có bản 2 mét anh em nhé, có bản 2 mét này, bản 2 mét. Và những sản phẩm này chúng tôi đã lựa chọn cho anh em thì anh em hoàn toàn yên tâm, sản phẩm nó phải tốt, nó phải thật sự tốt và giá nó phù hợp chúng tôi mới phân phối cho anh em. Ngoài là nhà phân phối chúng tôi còn sản xuất, còn DIY để là anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Những sản phẩm chúng tôi DIY thì anh em biết rất là tỉ mỉ. Đấy. Bởi vì chúng tôi xác định là cái sứ mệnh của mình mang đến cho anh em những sản phẩm chất lượng, giá thành hợp lý đối với những anh em đam mê audio. Và cũng xin thông báo với anh em luôn là E-Way 301 không bán dây tín hiệu âm thanh, không bán âm ly, không bán loa anh em nhé. Cái chúng tôi bán là bán cái niềm đam mê, bán cái tình yêu sâu đậm với audio. Thế là anh em, những anh em nào khách ruột của tôi, anh em nào khách quen của tôi thì đều hiểu rất là rõ cái điều đó. Những sản phẩm anh em dùng, anh em hoàn toàn yên tâm, không hay, không hợp, gửi lại cho tôi nhé. Và không chỉ là bán sản phẩm mà chúng tôi bán cái giá trị, bán cái giải pháp cho anh em. Anh em vật gặp cái vấn đề nào trong vấn đề về phối ghép, lắp đặt thì hãy liên hệ số điện thoại 0908 722 688. Anh em nào dùng Zalo kết bạn qua Zalo, dùng Facebook kết bạn Facebook với tôi nhé. Chúng ta phải kết nối với nhau, lưu số tôi lại để chúng ta thuận tiện trao đổi với nhau nhé. Tôi nhắc lại 0908 722 688. Đến đây thời lượng của chúng ta đã hết, thì cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị, các đồng chí và các bạn. Quý vị và các bạn nhớ nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo ở phía dưới để thường xuyên
cập nhật những video clip tôi đăng lên mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của Eway 301.